Thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thống nhất cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thực hiện công văn số 335 ngày 7 tháng 2 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV. Công văn số 180 ngày 12 tháng 2 năm 2020 của Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế và việc góp ý nội dung phòng chống dịch nCoV trong trường học. Công văn số 406 ngày 13 tháng 2 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh sinh viên đi học trở lại. Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên tình hình đang được các cấp các ngành kiểm soát chặt chẽ bằng nhiều biện pháp đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Tại tỉnh ta, công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã và đang được triển khai rất quyết liệt. Qua kiểm tra các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Việc cho phép học sinh sinh viên đi học trở lại vừa tạo điều kiện để học sinh sinh viên được tiếp tục trở lại trường, hoàn thành chương trình học tập, vừa tạo được dư luận an tâm trong xã hội về khả năng kiểm soát phòng chống dịch bệnh của chính quyền các cấp. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 296 ngày 14 tháng 2 năm 2020 về việc cho phép học sinh sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Thống nhất cho phép trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2020. Sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 2. Căn cứ điểm 1 trong văn này, giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tăng cường nhân lực y tế trong các trường học, bố trí đủ nguồn lực cho phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo đến từng nhà trường, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo về chuyên môn của Bộ Y tế và các nội dung cần thực hiện trước, trong và sau khi cho học sinh trở lại trường học. Tại công văn số 180 ngày 12 tháng 2 năm 2020 của Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế được gửi kèm theo công văn này. Thưa quý vị, đến thời điểm này xin được nhắc lại, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã quyết định là học sinh sẽ tiếp tục nghỉ học trong tuần tới. Và rõ ràng là hầu hết các trường học vẫn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng đón học sinh trở lại, nhưng mà tùy vào địa phương quyết định. Và hiện thì con số cập nhật một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là 41 tỉnh thành phố đã đồng ý cho học sinh đi học trở lại vào tuần sau. Và danh sách cụ thể mời quý vị cập nhật trên fanpage Thời sự VTV.